Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video của mình thì bạn hãy ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nha, cũng như là ấn vào cái chuông để có thể nhận được những cái thông báo mới nhất khi mình đăng video. Và nếu các bạn xem video thì các bạn ấn like, nhớ ấn like và cũng như là comment. Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Mini World. Và đây là Noob. Xin chào. Ok, thì ngày hôm nay đồng hành cùng với mình đó là hai thanh niên. Chào các bạn nha, mình là... Hello mọi người à. Ok, thủ dân này thật đèn thì không quan trọng các bạn ơi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tham gia một cái cuộc thi. Đấy, mọi người thấy kho báu ở đằng xa xa kia không? Đó. Ngày hôm nay chúng ta sẽ ra đây để đào kho báu đây. Đi đào kho báu mà. Và sở hữu cái con pet VIP nhất để gọi là trợ giúp chúng ta. Cái này nó có rơi đe ở đâu không đấy? Đe đâu? Có đe đâu bà? À, tùy hên xui. Nói chung là cái này là kho báu các bạn ạ. Đây là hên xui. Rồi rồi đó. Kho báu này. Chúng ta sẽ đào và mở pet cũng như là mở map các bạn ơi. Cái mấy cái khu mới kia là sẽ mở được những cái kho báu xịn sò hơn. Ui, thử xem nào. Nhanh thế. Đâu thử xem qua bên này xem là bao nhiêu tiền để chúng ta có thể là sở hữu được cái cánh cửa tiếp theo nha, cánh cửa bên cạnh này, lapis này. Sao nào, đợi lúc xem nào. Ở chỗ này là chúng ta sẽ cần phải 2.500 đô. 2.500 đô à? Nếu hình như là núp nhớ không lầm, đó là mở là một một cái là cả ba có thể dùng được. Thế là chúng ta sẽ phải chia tiền nhé. Chia tiền nhé. 2.500 đô thì cứ mỗi người đâu đó khoảng thì bây giờ là Zeno là đưa 500 không, mà mỗi 800, người 800. Zeno chỉ cần 500 thôi. Không, anh nghe núp mỗi người 1.000. Không, mỗi người 800 đi. 800 38, 24. Tôi còn chịu lỗ nhá. Tôi còn chịu hẳn 900 đô ấy nhá. Đô hay đô la thôi. Chỉ đô la không thôi. À đây đưa đâu, luôn. Thôi em bỏ luôn đi. 800 nhá, 800. Đâu, 800. Đâu đưa đây. 800. Đây đồ. Đâu, có đủ 800 đây nha. 2 3 4 5 6 7. Nào, 7 cái gì đi như tôi. 7 chưa? 8. Đấy. Rồi ok. Cái nữa. Đấy đây đủ chưa đây? Không đếm nhá. 1 2 3 4 5. Đây rồi. À, lừa mình xem nào. 5 này, từ á. 6 7. Này thiếu. Thiếu mà thiếu còn đưa cả thừa ra một cái. Thừa đưa ra một thừa các bạn. Rõ là không mình đếm được. Không đếm. Tôi nói là thừa thì là tạt. À đâu, nói thiếu là thiếu. Tạt đây bây giờ mình sẽ mở cái này ra. Đây mọi người có thể qua bên này. Đó, mở ra đấy. Qua bên này đây. Đâu rồi, đâu rồi. Nhớ không qua được. Không qua được thì tôi. Không qua được thì tôi. Ừ, không qua được thì thôi. Chứ làm sao bây giờ, trời ơi. Bây giờ nhường cho anh cái khu ở lúc trước. Ok. Ta sẽ bây giờ, rồi bây giờ mình sẽ không quan tâm đến mấy thanh niên kia nữa các bạn ơi. Mình sẽ tích cực đào kho báu và mình sẽ về mở pet đây. Chúng ta sẽ mở những cái con pet gọi là sang xịn bịt và xịn sò để chúng ta có thể giành chiến thắng luôn nha. Có vẻ là hơi nhanh nhỉ. Có vẻ là gọi tính đến cái chuyện thắng là hơi nhanh nhỉ. Đô đô. Ui, hơi bị mộng năng nha. Ui, tính ra là chạy rất là chậm, cái map này xa thì mình sẽ phải cần chạy nhanh mọi người ơi. Chúng ta sẽ phải cần chạy nhanh. Ui, ở trên kia mấy cái kho báu ở trên xa xa cái chắc là nhiều tiền lắm này. Vanh thử bay lên nào, đào đi Vanh. Bay được à, trời ơi. Có gì mà bay Vanh lên thử bay được. Lên đào nào. Rồi ok, núp sẽ mở kho báu 200 đô đô các bạn ạ. Đó, à đâu, quên mất, mở pet chứ. Vậy mở kho báu. Ui, được pet gì đây? Cái gì đây, feeling lucky à? À, hay quá, được may mắn luôn mọi người ơi. Hay. Feeling lucky. Feeling lucky sẽ cho mình bao nhiêu tiền mỗi một giây đây. Đây để tôi mở hợp cái này vào, ghép cái này vào đã. Ô, đính ra feeling lucky cũng được. Ô, có được, à đâu. Hình như feeling lucky, không chế được các bạn ơi. Cái feeling lucky này nó phải cho mình tiền chứ nhở. 81 nhá. Chết giờ rồi, nó lừa bịp rồi. Không có tiền à? Trời đất ơi, mở được pet may mắn mà không cho tiền là sai. Ui. Không được tiền này, vô lý thế. Mày thế mình không mở. Lừa à? Lừa lúc thử đi đào thế mà. Lại feeling lucky tiếp này. Tôi mở được hai con feeling lucky rồi đấy. Lúc thử đi đào em biết đâu đào nó được nhiều hơn. À đây, được tiền đây rồi, được tiền đây rồi. Bây giờ mới được tiền nhiều các bạn ạ. Ui. Thôi mình lại mở tiếp ra. Ui, mỗi lần được 20 tiền luôn ạ. Xin thế. Răn. Ồ, hay quá. Nó có chạy nhanh rồi. Ui, tiền rồi. Tính ra được feeling lucky lãi các bạn ơi. Ui, giàu. Anh em mình giàu rồi.
Thế nào, bây giờ đây nó cần 1.000 đô đô đô. 1.000 đô 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 thì Miner Factor này. Ô, đào nhanh đấy, đào nhanh đấy, chúng ta có thể là ấy đây. Chúng ta có thể chế tạo đây. Ủa, mình sẽ đào mấy cái này đi. Đó, 50 đô đô này. Ủa, cũng được các bạn. Net Hungry ạ. Net Hungry à? Ok, nó sẽ đào này, được chạy nhanh cũng ngon các bạn ơi. Lúc vừa mở được may mắn là biết xịn sang xịn mịn như thế nào rồi đấy. Nhảy cao. Ủa. Ủa. Tí ra là hình như là mở pet lâu lâu mọi người có bị đứng hình không? Không. Không ăn. Nó không thấy bị. À mở pet á? Không. Mở pet thì không. Nó bị đứng hình này. Rồi ok. Ui, không báo vĩnh cửu à, đào liên tục luôn không bị mất luôn này. Rồi ok. 1.000 đô 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 thì bây giờ là chúng ta xem nào, có tính góp tiền là mỗi người sẽ phải 300 nhá. Mỗi người 300 đô 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 thì chúng ta. Nhưng mà cái pet này cứ để trứng ở trong người thôi à? Ờ, để trứng trong người thôi. À đâu, nếu có feeling lucky, feeling lucky để trứng trong người. Còn cái hình như là led, cái flaster hình như là phải ghép vào cái cúp dùng bàn chế tạo. Hình như là thế, lúc đoán là như vậy, không biết phải không. Rồi ok, chúng ta sẽ. Đó, đây là phiên bản mini gua này, nó khác hoàn toàn so với Minecraft các bạn đây. Ok, chúng ta cứ đào đi. Ui, x2 luôn á. Thơm thịt thế nhở. Ok, mình sẽ đào, mình cứ. Ui, ui, nó có nhiều tiền quá. Này, vay xem cái con pet thứ 3 ấy, sau con là bao nhiêu tiền đấy? Cái quả trứng ấy là 150 đô 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 đô. 3 chữ đô 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 đô, ok. Ừ. 150 đô 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 các bạn. Khá là nhiều đấy, nhưng mà lúc về mà pet đây. Thôi mọi người đào nhanh pet. Mọi người nếu mà mọi người có ý định đó là mở map mới thì mọi người quyên góp tiền nhé. Mỗi người 333 nhá. Đấy, thì để cho là cái map đối diện này là 2.000 đô 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 hay sao ấy? Đâu, 2.000 đô đô á? À, thế à? Thế chứ không phải là map ở giữa à? Không không. Ui, Let Hungry làm cái khỉ ho có gái gì? Còn cho mình giả chứ. Đâu? Map đối diện này là thế thì map ở giữa là map VIP nhất các bạn ơi. Rồi 2.000 đô đô. À ok, 2.000 đô đô thì bây giờ chia ra nhỉ? Mỗi người đâu bỏ đi, thề là Zeno với Vanh không qua đâu. Không. Ở đây chúng tôi không có thề nhá. Chúng tôi gọi là mồm nói tay làm chứ chúng tôi không có thề thốt gì ở đây nhá. Thì bây giờ thì tính sơ sơ đi, mỗi người ủi 2.000 thì mấy đâu? Mỗi người đưa xì ra tí tiền. Anh phản trang lên. Núp thì vừa lấy núp chịu lỗ rồi phải không? 2.000 phải không? Bây giờ mỗi người chưa có tiền. 2.000 chơi ba được 500 phải không? Có khỉ 500 ấy. Sao 600, núp sẽ 600 còn hai người 700 được chưa? Đấy hợp lý. À vừa lấy núp chịu thiệt rồi mà. Nào hai người 700 nôn tiền ra đây. Chưa có, vừa mới ai? Mở biết là 700 nha. Đâu để mở sang bên kia đi. Cùng nhau về đếm này không được tí để bảo Zeno và ăn quỳnh này. 6. Mày chưa? 6 thôi. 6 ok, 6 cũng được. Thả luôn trên đấy, thành vành cứ. Chưa có. Đâu, vừa ra đây, vừa ra đây. Đây, có 700 rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cẩn thận, không lại vứt đô nha. Đấy, thế thôi nha. Này, tôi thấy hình như cái số lẻ sao nhỉ? Đấy, đâu mà lẻ. À, rồi ok. Đâu, thành viên vành đâu? Xì tiền ra. À, luôn chứ định trốn đâu. Đồ đã để cất đô đã, không phải vứt nhầm. Đô nhá, nó vứt linh ta linh tinh là ngốc kìa đấy. 1, 2, 3, 4, 4, 4 rồi, từ 4, 5, 6, 7, từ. Nào, thanh niên này có 5, dư này. 6, 7, đấy. Rồi, thanh niên, rồi ok, ui, từ nhá. Thả luôn chứ cái, sao bây giờ nhiều tiền quá nhỉ. Chờ, nốt xíu là nốt xíu. Để lúc sau đây mở, thôi đấy cho vanh cái đống còn lại kìa. Mình phun dương đồ các bạn ơi, cay thật. Nếu như mình phun dương đồ thì cuối cùng là mình vẫn chịu lỗ ạ. Ok, không sao cả. Ok, chúng ta sẽ đào bên này. Đấy, chật đấy chứ, cứ tóm lại. Ui, bên này được 200 đô đô một lần này. Sao bên này mà đào anh em? 200 đô đô một lần đào ở kho báu bên này ạ. Thích ra ma luôn. Ui, bán đồng tiền bắt gạo. Yes. Người đào đi nhé. Ui, 200 đô đô bạn ơi. Dầu dã man luôn. Ô, mấy thanh niên. À đây, thanh niên vanh qua đây. Mình cứ tưởng là thanh niên. Thanh niên vanh có flatter đảo nhanh thật. À, lúc mình đảo nhanh đâu, đảo bình thường. Thường cái gì, lúc đấy đảo tính ra là xong nhanh hơn gấp rưỡi mình đấy các bạn. Không gấp đôi nhưng gấp rưỡi mình thấy đảo nhanh hơn mình. À, mình về mình, ấy đây. Mình về mình mở pet đây. Làm gì thì làm các bạn ạ. Nhiều tiền quá rồi, nhiều tiền chỉ để mở pet thôi, không để làm gì cả. Yes.
À, bây giờ mình sẽ ghép vào lấy cái đô đô đô. Đó. Đào bên đấy thích lắm. Đó, ok, mà pet 300 đô đô, 150. À, đúng rồi, anh nghĩ là cái ở trên trên cao khi nó cũng lucky, là kho báu ấy. Ờ, ui. Đúng ạ, ở Minecraft nó là kho báu thì cái này ui, nhiều tiền ra mà luôn mọi người ơi. Đúng rồi, còn lại vô núm. Ui, núm ở được may mắn thà luôn, đúng là con pet xịn sò, mình hên ra ma luôn ý. May mắn 4 luôn à, may mắn cầu vòng luôn à? Không, không phải may mắn cầu vòng, nhưng mà, ơ, cái quả trứng, trứng mình mở được đâu ấy, ơ. Chết giờ rồi. Mệt rồi. Quả trứng tôi mở được đâu ấy. Ê, đừng có ăn quỵt nha. Trứng ung rồi. Ê. Ơ, quả trứng của tôi đâu ấy. Ê. Bảo rồi, mở vài quả trứng ung rồi. Ê, lầm à. Ơ, chết dở rồi. Trứng của mình đâu? Ơi. Chết dở, trứng cầu vòng của tôi đâu? Help me. Ơ, chết dở rồi, vô lý vậy. Hình như cái quả trứng cầu vòng nó không xuất hiện các bạn ơi. Trời ơi, thử nha, vứt. À, lửa bịp rồi. Feeling lucky này. Rồi, tôi thử mở thêm cái nữa nào. À, cái tiền tôi thiếu gì đâu. Nào, mở tiếp nào. Không có các bạn ạ. Ô, rồi luôn, mất tích luôn cái quả trứng rồi. Có lẽ rằng là đây là cái quả trứng 150 đô đô này là đây 150 đô 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 là quả trứng VIP nhất rồi các bạn ơi. Còn cái quả trứng 300 đô, quả trứng cầu vồng này là không xi nhê rồi. Ôi rồi ôi lùa. Đâu cả gì đây? Cái gì? Quả nào? Đang đi. Trời ơi, một đống bơ trong người luôn. Ừ, cho đấy. Nước cho bơ đấy. Đó, mình thôi mở ra như này chứ bạn. Hãy dọn dẹp bớt kho đồ à. Ừ nha, tôi mở, tôi sẽ bỏ cái bỏ cái gì đây ta? Let Hungry đi nhỉ. Bỏ cái pet Let Hungry đi mọi người. Ui, lại được nhảy, ui nhảy sao lần nhảy cao hơn này. Có khi nhảy lên kho báu luôn. Núp được ấy quá. Núp sẽ mở hết kho báu các bạn ơi. Núp thử nhờ bay lên trên chỗ. Lấy cái fly bay lên chỗ kho báu kia đi. Không. Kho báu giống ở trong Minecraft ấy. Let Hungry ạ, tôi lại được mở được Let Hungry mọi người ạ. Cú thật. Ui tiền nhiều quá không làm gì được hết này. Đâu mang đây cho Zeno tiêu cho. Đây. À chứ tiền nhiều quá. Mình đang vật lộn trong với số tiền đó bạn, biết vì sao không? Bởi vì là có may mắn. Có may mắn nhiều tiền dã man luôn đi. Oh my god. À lúc là tôi nhiều tiền quá. Ờ, tính ra tôi mở pet ra coi. Ui, lúc ơi, anh nhảy lên trên này được mở ấy là phát được 2.000 đô đô rồi. Ok. Trời ơi, Let Hungry. Một điều. Cái kho báu ở trên này này, kho báu ở chỗ cái hàng rào sắt này. Thật. Không được một điều. Uầy. Đây. Thử đi, núp thử vào lại lên đấy. Ta không có thử. Núp. Rồi, đây nha. Núp mở luôn cái map này cho mọi người nhá. Nha mọi người nhá. Ờ, núp mở luôn đấy. 2.100, 500. Mở luôn đấy, nó không có tiếc gì đâu. Nhập 600 kìa, 600 đô đô. Đâu? 600 đô 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 á. Ui, nhiều tiền xa man. Dâu mọi người ơi. À, nó dâu. Vành cửa bên đấy nhặt đi nhá. Ờ, vành cửa bên đấy đi. Nha, vành cửa bên đấy. Bên này, vành vừa đập qua báo rồi, 5.000 đô 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 rồi. 5.000 à. Ui. Chắc là núp xin nhẹ chiến thắng ở đây. Ô. Này, núp win rồi. Không, nhưng mà win sao lại sao lại nằm ở đây nhỉ? À đây rồi. Tiếng gì á? Chui xuống bộ. À, win lại xuống bộ các bạn ơi. Rồi ok, mình win luôn rồi bạn. Tiếc rằng là ở cái kho báu ở cái quả trứng thứ 3 mình không mở được. Cay dã man luôn. Tại sao cái quả trứng thứ 3 mình không mở được ta? À luôn đâu. Mọi người thử vào lại để núp đi mở cái quả trứng thứ 3 nè. Đây, vào lại rồi. Đây, vào rồi. Ôi nhờ, feel lucky. Bè mình sẽ vứt hết tiền này đi nha. Mọi người có mở được cái quả trứng thứ 3 không? Bên chưa mở. Chưa thử. À, ui, cái này nó reset lại rồi này. Bè chúng ta sẽ bị... À đâu, chúng ta vẫn chui được vào đây mà. Ồ, không được các bạn đây. Tí nữa mình sẽ bị reset lại các bạn. Đâu, thử để đâu, nó... Đâu, vẫn còn tiền này. Ờ, vẫn còn tiền nhờ. Ờ, hợp lý. Thế chờ xíu. Nhiều tiền hết. Chờ xíu. Ui, rút nhiều tiền lắm. Đầy tiền này nhưng mà không mở được cái con pet cuối cùng này. Wow, hoặc là cái con pet kim cương. Cái quả trứng kim cương là cái quả trứng cuối cùng đấy mọi người. Feeling lucky. 3 quả trứng feeling lucky ạ. Còn một quả trứng run.
Đây rồi, vẫn còn một quả trứng Let Hungry. Run chắc mình cũng không cần nữa. Đô 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 à? Đâu? Lúc thử mở cho nha. Đó, không có trứng nè. Đâu Zeno thử mở đi mà. Này thanh niên nào, này cho thanh niên nào tiền này. Zeno cũng đang chập hết. Đây, mở rồi. Mở đây, có thấy trứng không? Đấy. Có trứng không? Không có. Không có à? Ui. Ui, toàn ra mấy con golem mà này. Chắc là cái quả trứng nó không tác dụng rồi. Rồi, chắc là chỉ mở cái quả trứng kim cương ở đây. Cũng là nhiều tiền, chả giải quyết vấn đề gì. Đó, nhảy cao này. Ơ mà vừa lấy làm ở cái kho báu ở trên cao kia là nó vẫn ấy à? Nó được kho báu thật à? Nó vẫn có ở đấy. Vẫn có, nó có kho báu thật mà nó như ở trong cái phiên bản Minecraft ấy. Thế là đào được nhiều tiền hơn à? Nhìn Vanh mồm điêu đấy. Vanh chưa thử đào, Vanh nghĩ là vậy. Vanh nghĩ là vậy à? Ok thì có lẽ rằng clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Đó thì ngày hôm nay thì mình đã gọi là giành chiến thắng rất là easy gaming các bạn thấy không? Ui, tính ra là mình rất là may mắn luôn đấy. Mở con pet nào cũng là feeling lucky thì nên đâm ra là mọi thứ nó trở lên rất là đơn giản đối với mình. Đó và nếu các bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like và đăng ký kênh của Noob nha. Và đừng quên qua kênh của Vanh, qua kênh của Zeno. Ấn đăng ký ủng hộ mọi người nha. Và xin chào gặp lại. Bye bye. Bye bye. Bye, bye.